Xin chào quý các bạn, trên tay mình đây là Vertu Single S đang bị lỗi hỏng tại di động cao cấp.vn. Cái phần da bong chóc tất tật này, và bong chóc nhìn rất là khủng khiếp như này. Đó. Mất cả phím khai sim trên đỉnh đầu. Hiện tại di động cao cấp.vn đang là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Vertu Single S hàng đầu hiện nay. Chúng tôi nhận sửa tất cả các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Vertu Single S. Các lỗi sự cố cơ bản như chết nguồn, không lên, bong chóc da, hỏng phím, hỏng chân sạc, lỗi khay sim, khay thẻ nhớ, chân sim, mic, loa mic rung chuông, phím bấm trên Vertu Single S đều có sẵn linh kiện thay mới nhanh chính xác tại di động cao cấp.vn. Các lỗi sự cố cơ bản liên quan đến phần mềm như là treo, khởi động lúc lên lúc không vào được các cái ứng dụng treo ở màn hình chờ đều có sẵn file chạy fix lỗi nhanh chính xác tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc liên quan dịch vụ sửa chữa, tư vấn chính xác các lỗi sự cố liên quan đến sửa chữa phần cứng, phần mềm trên điện thoại Vertu Single S. Quý các bạn vui lòng liên hệ 024-66-75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.didongcaocap.vn. Chúng tôi tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa điện thoại Vertu Single S tại didongcaocap.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Vertu hàng đầu hiện nay. Mọi thắc mắc liên quan sản phẩm đến linh kiện, phụ kiện cho các dòng điện thoại Vertu, quý vị các bạn có thể liên hệ trực tiếp 096 123 4534. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại didongcaocap.vn.